Mở treo miệng mèo. Chuột xám, cậu định dọn qua chỗ mèo con đen kia ở thật sao? Đúng thế. Cậu điên rồi, từ xưa đến nay họ mèo kia luôn tìm cách ăn thịt họ nhà chuột chúng ta. Bạn mèo đen của tớ không như thế. Chuột xám, cậu có biết làm vậy là ngu ngốc lắm không? Hãy ở lại với bọn tớ đi. Ở lại với các cậu, để rồi phải sống chui rút, sợ sợ suốt ngày à. Còn làm bạn với mèo đen, từ nay tớ sẽ không phải sợ ai nữa. Chúng ta đi thôi bạn mèo. Cái giường này tớ chuẩn bị riêng cho cậu đấy. Ôi, ấm cúng quá, cậu thật tốt với tớ. Xong rồi, giờ cả hai đứa mình cùng đi kiếm ăn nhé. À, tớ biết một nơi này nhiều đồ ăn lắm. Nào, đi với tớ. Đấy, nào là cá khô, ô kia nữa. Bình mỡ ngon lành làm sao. Nhà họ chuẩn bị rất nhiều cho mùa đông đấy. Giờ thế này nhé, thân hình cậu nhỏ gọn, lại khéo léo. Cậu rón rén qua kia lấy chúng đi. Ra kia lấy nốt cái bình mỡ kia đi. Ôi trời ơi, chuột, con chuột ăn trộm. Tao đánh chết mày. Bạn chuột, bạn thật cừ khôi. Bình cá này chúng ta sẽ ăn trước, còn bình mỡ này chúng ta sẽ để dành đến mùa đông nhé. Đồng ý, để tớ mang đi cất bình mỡ này nhé. Ê, ấy khoan, chuột à, tớ nghĩ cái bình này phải đi giấu thật kỹ mới được. Tớ nói bạn đừng buồn chứ, tớ không tin các bạn của bạn đâu. Biết đâu họ sẽ mò đến đây và đánh cắp mất bình mỡ này của chúng ta. Vậy cậu tính giấu ở đâu? Chúng ta sẽ giấu nó ở trong một ngôi nhà hoang. Chẳng ai vào đó để ăn trộm cả. Được đấy, quyết định vậy nhé. Mèo ơi, chúng ta đi kiếm thức ăn đi. Đồ ăn nhà mình hết rồi. Ôi trời ơi à, tớ thấy nhức đầu quá. Cậu phải đi một mình thôi. Vậy cậu ở nhà nghỉ đi, tớ đi đây. Con chuột ngu ngốc nó đi rồi. Chú tớ vừa chào đón cậu con trai mới sinh nên mời tớ đến làm cha đỡ đầu. Ồ, vui thế. Thế cậu đặt tên cho cu cậu là gì vậy? Hết phần ngọn. Hết phần ngọn? Đó là một cái tên lạ nhưng hay đấy chứ. Chuột thân mến, cậu ở nhà trong nhà giúp tớ nha. Tớ lại được mời làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ thứ hai. Tớ không thể nào từ chối được. Vậy cậu đi đi. Ăn một mình thật ngon. Lần này cậu đặt tên đứa trẻ là gì thế? Hết phần nữa. Hết phần nữa, có vẻ cậu luôn chọn những cái tên rất độc đấy. Đúng là tiếng lành đồn xa chuột cả. Tớ lại được mời làm cha đỡ đầu lần thứ ba. Tớ lại phải đi đây. Mình đang hết cả bình mỡ rồi. Từ nay chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa. Cậu mà nghe thấy cái tên này sẽ rất hài lòng đấy. Đứa bé tên là Hết Sạch. Cậu toàn đặt những cái tên tớ chưa từng nghe. Gì thế này? Sao cái lọ mở sạch trơn thế này? Cậu giải thích đi mèo. Tớ hiểu rồi. Giờ tôi biết cậu là loại bạn kiểu gì rồi. Làm cha đỡ đầu gì chứ. Cậu chén sạch mọi thứ. Đi tông phần ngọn, hết phần nữa, và cuối cùng là hết sạch. Cậu đúng là thằng bạn tồi. Thật sai lầm khi kết bạn với một tên điểu cán. Này, im miệng đi. Giờ đến lượt mày tao cũng nuốt chửng. Ôi, kia chẳng phải là bạn chuột xám sao? Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Đấy, cậu thấy chưa? Con mèo kia đã lộ bộ mặt thật rồi. Tớ sai lầm lớn khi chọn nhầm người bạn xấu. Tớ thật xin lỗi vì đã không nghe lời các cậu. Nàng công chúa Ốc Sên.
Ngày xưa, ở vương quốc nọ, đức vua và hoàng hậu có duy nhất một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Con bé mỗi ngày một lớn mà chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày chỉ mãi chơi thế kia thôi. Ta nghĩ chúng ta phải nghiêm khắc với nó hơn. Dạ phải, bệ hạ nói đúng lắm. Công chúa à, chúng ta trở về thôi. Con còn phải học thêm nhiều điều, cứ ở đây chơi mãi như vậy không được đâu. Con không muốn học gì cả, con không về đâu. Công chúa, trở lại đây. Thời gian sau, hôm nay trong người ta mệt mỏi, đau nhức quá. Ôi, thật đáng buồn. Đức vua phải mau khỏe lại đi ạ. Chứ cả đức vua và hoàng hậu cùng ốm thế này, thật khiến chúng thật đau lòng. Hoàng hậu uống thuốc đi ạ. Chứ người không ăn không uống gì, biết bao giờ mới khỏi được bệnh. Từ sáng đến giờ không thấy công chúa đâu. Người đi tìm công chúa về đây cho ta đi. Ta muốn được ở bên cạnh của công chúa. Dạ vâng thưa hoàng hậu. Phải nhanh đi tìm công chúa mới được. Anh cũng đi tìm công chúa à? Đúng vậy, đức vua muốn công chúa bên cạnh ngài. Ngài ấy ốm quá, nên chắc muốn có con gái ở bên. Vâng, hoàng hậu cũng sai tôi đi tìm công chúa đi này. Mà giờ biết tìm ở đâu bây giờ? Vậy cô tìm đằng phía đông, tôi tìm đằng vườn hoa và phía tây nha. Được. Công chúa ơi! Công chúa! Công chúa ơi! Công chúa! Người ở đâu? Công chúa! Cái con thỏ con kia chạy biến đi đâu rồi không biết nữa. Công chúa của ta, sao lúc ta cần có con ở bên, con lại đi đâu mất thế này? Bế tên hầu vô dụng, bảo đi tìm công chúa, bà mãi cũng không thấy đâu. Công chúa! Tên vô tích sự kia, ta bảo người đi tìm công chúa cơ mà. Muôn tâu đức vua, thần đi tìm suốt từ sáng khắp trong lâu đài không thấy công chúa đâu ạ. Chắc là công chúa đã đi ra ngoài chơi rồi. Suốt ngày đi chơi, công chúa càng ngày càng bướng bỉnh khó bảo. Lần này ta phải dạy cho con một bài học mới được. Lập tức ra lệnh đóng hết cửa lâu đài, phạt công chúa đứng ngoài. Kìa đức vua, xin ngài bớt giận. Lập tức làm theo lệnh, không nói nhiều. Thôi chết rồi hoàng hậu ơi. Gì thế, công chúa làm sao rồi? Dạ thưa hoàng hậu, công chúa chưa làm sao hết. Nhưng mà đức vua thì nổi giận lôi đình rồi. Có chuyện gì mau nói cho ta nghe. Dạ thần đi tìm công chúa khắp lâu đài nhưng không thấy công chúa đâu. Nhưng hình như công chúa đã ra ngoài lâu đài chơi rồi. Đức vua thì nổi giận, ra lệnh đóng cửa lâu đài, nhốt công chúa bên ngoài đó hoàng hậu. Trời ơi, công chúa của ta, nó còn bé bỏng như thế mà. Trời thì đang tối rồi. Đau quá. Mẹ ơi, đau quá. Thôi chết, mù mất rồi. Ủa, sao cánh cổng lại đóng kín mít thế này? Mở cửa ra, mở cửa ra đi. Cha ơi, mẹ ơi. Kìa đức vua, chẳng phải người trừng phạt công chúa như vậy là hơi quá hay sao? Hãy tha thứ cho công chúa lần này đi mà. Không được, ta đã răn đe bao nhiêu lần rồi, giờ phải nghiêm khắc mới dạy dỗ công chúa được. Công chúa bé bỏng, nó chưa bao giờ phải ở một mình khi trời tối hết. Chắc con bé sợ hãi lắm. Công chúa của ta. Cha ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con đi mà. Xin chào công chúa xinh đẹp. Các người là
Công chúa bình tĩnh, chúng tôi là bạn của công chúa đây. Đúng vậy, thấy công chúa một mình khóc than ở đây thật đáng thương, nên chúng tôi đến an ủi cô mà. Ta không cần. Cha ơi, mẹ ơi. Công chúa bé nhỏ ơi, cha cô, mẹ cô quên cô rồi, thế nên họ mới đóng cửa lâu đài để mặc cô ở đây thế này chứ. Không đâu, cha mẹ làm sao quên ta được. Nếu họ không quên cô, sao họ lại để cô ở đây khóc lóc thế này? Hãy nghe chúng tôi, chỉ có chúng tôi nghe thấy công chúa khóc mà đến đây thôi. Thế nên thay bằng cứ đứng đây khóc than, thì công chúa đi cùng chúng tôi đi, chúng tôi có một bữa tiệc rất là vui. Hả? Có một bữa tiệc hả? Đúng vậy, có một bữa tiệc rất vui. Mọi người ca hát nhảy múa thích lắm. Vậy hay chúng ta ghé qua đó một chút nhỉ? Tí nữa cửa lâu đài mở thì ta về cũng được. Đúng đó, công chúa hãy theo chúng tôi. Đức vua giận quá nên không thể thuyết phục được ngay. Mình phải lén ra ngoài xem công chúa thế nào mới được. Ủa, cửa không khóa ư? Hóa ra đức vua nói là giận phạt công chúa, nhưng người cũng vẫn để cửa hở cho công chúa về. Thế mà công chúa vẫn chưa trở về à? Không biết con bé có sao không đây? Công chúa của mẹ ơi, công chúa ơi, công chúa bé bỏng của mẹ. Chẳng lẽ công chúa vào rừng giờ này à? Công chúa ơi, công chúa ơi. Công chúa ơi, hãy hát một bài đi. Công chúa, hãy múa một bài đi. La 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 la. Hay quá, hay quá à. Công chúa của mẹ, con làm gì trong rừng này thế? Về với mẹ nào. Đừng đi công chúa ơi, hãy ở lại đây chơi với chúng tôi. Nhà vua và hoàng hậu không yêu thương người, suốt ngày họ chỉ la mắng người mà thôi. Đúng vậy, họ đã đóng cửa để chặn công chúa không được trở về đó. Có cha mẹ nào lại ác độc với con mình thế không? Công chúa, cha mẹ yêu con mà. Nào, lại đây với mẹ. Cha mẹ đã đóng cửa lâu đài, không có cho con vào mà. Không phải như vậy đâu, nghe mẹ nói đi, sự thật là... Họ ghét bỏ công chúa, nên mới bỏ rơi công chúa. Đừng trở về, hãy ở đây chơi với chúng tôi đi. Đúng đó, cô trở về, họ cũng sẽ mắng nhiếc cô thôi. Ở với chúng tôi, cô được vui chơi thỏa thích cả ngày luôn. Con không thể chơi bời cả đời được đâu công chúa à. Về cùng với mẹ nào con. Con là công chúa quý tộc thế mà không có quyền chơi bời thỏa thích sao? Cha mẹ không yêu con, con ở đây không về nữa. Công chúa, công chúa, con đâu rồi? Công chúa giờ là của chúng ta rồi. Công chúa chọn ở lại với chúng ta nên thành ốc sên rồi. Không, trả lại công chúa cho ta đi. Công chúa à, con ơi. Quá muộn rồi hoàng hậu ơi, công chúa sẽ mãi mãi là ốc sên xấu xí kia thôi. Công chúa ơi, sao con không nghe ta nói hết đã? Vua cha có giận con đóng cửa lâu đài, nhưng vẫn để cánh cửa hở lối đi nhỏ cho con trở về mà. Công chúa nhỏ của mẹ, cánh cửa vẫn hở đó, không phải đóng lại đâu. Đức vua đóng để con lo lắng mà biết đường trở về, nhưng không đóng hẳn mà vẫn hé nhỏ để con còn lách qua được. Sao con không hiểu lòng của cha mẹ? Có cha mẹ nào mà không thương con chứ? Đứa con bé bỏng của ta. Dạ thì người sẽ được chơi bài thỏa thích, nhưng không còn là công chúa nữa rồi, thì có khóc lóc hay hối hận cũng đã muộn rồi. Sơn sển sơn sơn, mày lên công chúa, mày múa tao xem. Tao may áo đỏ, áo xanh cho mày.
con của ta. Không cứu được công chúa, nhưng hoàng hậu vẫn luôn dành tình yêu cho đứa con tội nghiệp của mình, dù là công chúa hay mang hình hài là con ốc sên xấu xí. Mọi chuyện ổn rồi thì mình lại về. Thực sự ta cũng đang rất lo lắng đây. Nhưng nếu ta trốn đi rồi, nhớ bọn chúng làm khó nàng và con thì sao? Đây, chính là nhà này. Mau vào trong lôi hắn ra đây. Các người là... Phạm Thực, mau bắt lấy hắn. Các người định làm gì vậy? Thả tôi ra. Người không cần chống cự vô ích. Không, tôi không thể đi được. Tôi còn mẹ già, con thơ. Cả nhà tôi biết làm sao để sống qua ngày đây. Thả tôi ra. Thần xin các ngài, hãy tha cho chồng của tôi đi mà. Tránh ra cho ta. Tôi không đi, mau thả tôi ra. Người không có lựa chọn đâu. Một năm sau. Mạnh Khương à, Phạm Thực đã đi hơn một năm trời mà không có tin tức gì hết. Những ngày sắp tới, con dự tính thế nào? Con sẽ đi tìm chồng của con. Hả? Con nói sao? Từ ngày bị bắt đi, chồng con không có chút tin tức nào. Con lo lắm mẹ ơi, con phải đi tìm chàng. Nhưng mà con đâu có biết Phạm Thật đang ở đâu đâu. Trường thành mà nhà vua xây dựng nằm ở hướng Bắc. Con cứ theo hướng đó mà đi. Con chỉ đi ít hôm, biết được tin chàng khỏe mạnh là con về ngay. Xin mẹ yên lòng. Vì quá mong nhớ, Mạnh Khương quyết định lên đường đi tìm chồng. Trời sắp tối rồi, khu rừng này rậm rạp quá. Không, không, đa tạ anh, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Không có gì, nhưng mà cô đi đâu, sao lại vào rừng này? Tôi muốn đến Vạn Lý Trường Thành. Nhưng mà cô tới đó để làm gì? Chồng tôi bị bắt đi làm nhân công xây thành đã hơn một năm nay, vẫn chưa có tin tức gì. Tôi tới đó để tìm anh ấy. Hơn một năm rồi, không có tin tức gì ư? Chỉ e là... Chỉ e là sao ạ? Không, đường đến Vạn Lý Trường Thành còn xa lắm. Dù xa hơn thế, tôi cũng quyết phải tới được đó. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được đến nơi rồi, mình ơi. Thưa Thái tử, Trường Thành đã được xây dựng vô cùng kiên cố ạ. Các nhân công cũng làm việc vô cùng chăm chỉ. Tốt lắm. Đây sẽ là công trình vĩ đại mà chúng ta để lại cho hậu thế. Bẩm Thái tử. Có chuyện gì vậy? Dạ bẩm Thái tử, có kẻ đột nhập doanh trại ạ. Đội canh giữ giữ lại rồi, mong Thái tử định đoạt. To gan, đưa hắn tới đây, ta phải trừng trị hắn. Là cô ta đột nhập doanh trại sao? Dạ phải thưa Thái tử. Cô đến nơi này làm gì? Tôi đến tìm chồng của tôi. Tìm chồng ư? Chồng cô là nhân công ở đây ư? Chồng tôi là Phạm Thực, người ở Đông Quan.
chồng tôi đã bị đưa đi làm sai dịch. Đã hơn một năm rồi, tôi không có tin tức gì về anh ấy hết. Mong các ngài có thể cho tôi gặp anh ấy. Cô ấy là vợ Phạm Thực ư? Vớ vẩn, đây là nơi cô có thể tùy tiện đến sao? Ta thấy cô cũng đáng thương nên không truy cứu tội đột nhập doanh trại. Lính đâu, đuổi cô ta ra ngoài. Cầu xin các ngài cho tôi được gặp anh ấy đi mà. Ta không thể để cô làm ảnh hưởng tới công việc xây thành được. Mau đi đi. Dạ bẩm thái tử, tiểu nhân biết chồng của cô ta ạ. Ông biết sao? Vậy giờ anh ta đang ở đâu? Dạ, anh ta đã bị giết chết trên chiến trường từ nhiều tháng trước rồi. Hả? Lời ông nói là thật sao? Trước khi chết, cậu ấy còn đưa cho ta chiếc khăn này. Cậu ấy còn nhờ ta sau này có cơ hội thì gửi về quê nhà cho vợ của cậu ấy. Trời ơi, đúng rồi, đây chính là chiếc khăn cũ của chồng tôi mà chính tay tôi đã tự làm cho anh ấy trước ngày ra đi mà. Mình ơi, khăn cũ vẫn còn đây mà mình đã đâu rồi? Lẽ nào mình đã chết rồi sao? Ông trời nỡ lòng nào chia cách chúng ta? Từ nay con mất cha, vợ mất chồng, mẹ già mất đi người con đứt ruột đẻ ra. Mình ơi, mình khổ quá, tha hương nơi xứ người, chết ở nơi hiu quạnh này. Em biết hài cốt của mình ở nơi đâu để mang về quê cha đất tổ. Mình ơi, nếu linh hồn của mình có linh thiêng, hãy cho em biết nha mình. Trời ơi, chiếc khăn kia sao tự dưng đổi sang màu đỏ? Nó như là màu máu vậy. Phạm Thực, có phải là chàng đó không? Chàng đang muốn nói với thiếp điều gì đúng không? Có phải chàng cũng đang đau đớn vì phải chia lìa thiếp, chia lìa mẹ già, chia lìa các con của chúng ta không? Phạm Thực, chàng ơi! Chính các ngươi đã hại chết chồng của tôi. Chỉ vì cái vạn lý trường thành này mà đã biết bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người phải thịt nát xương tan, bao nhiêu đứa trẻ phải mất cha, bao nhiêu người vợ phải mất chồng. Các người phải trả giá. Các người phải trả giá cho những mạng người đã chết đầy oan khuất. To gan, cô có biết xúc phạm tới triều đình là tội khi quân không? Triều đình ư? Ta không sợ chết. Các người là quân giết người, các người nhất định sẽ bị trừng phạt. Cô thật to gan. Quân lính đâu? Đưa cô ta ra ngoài chém đầu. Xin thái tử tha cho cô ta một lần ạ. Không được. Sao đột nhiên lại có trong lóc thế này? Trời ơi, nếu ông trời đã bắt chồng tôi phải chết thì xin ông trời hãy cho tôi được đoàn tụ với anh ấy. Xin trời trừng phạt những kẻ bất nhân này. Sẽ đã đánh sập thành rồi. Ôi trời ơi, tường thành xây kiên cố thế mà sập rồi. Có chuyện gì kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ là ông trời đang trách phạt sao? Thái tử, tôi e là có điểm không lành ạ. Thái tử, Phạm Khương, vợ Phạm Thực, nàng ta chết rồi. Là kẻ nào giết cô ta sao? Không ai giết cô ta. Nhưng tường thành vừa đổ xuống, quần lính nói nghe cô ta thét lên, rồi đứng yên trong mưa gió sấm chớp. Tài vẫn còn nắm chặt chiếc khăn thấm máu đó, mắt trợn trừng nhìn về phía vạn lý trường thành trông vô cùng đáng sợ. Khi tường sụp đổ, cô ta cũng đổ xuống như một bức tượng. Quân lính chạy lại thì cô ta tắt thở rồi. Mau hạ lệnh dừng việc xây thành lại, cho tất cả nhân công được trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Sắp tới hãy nới lỏng lệnh xu dịch, đối xử tốt với tất cả lính tráng. Chúng ta được trở về nhà rồi. Được về nhà rồi. Chứng kiến nàng Mạnh Khương đau lòng mà chết, nhân dân trong vùng cảm kích trước tấm lòng trinh liệt của nàng. Thấy việc hiển linh lạ lùng, người ta lập gần nơi này một miếu đá gọi là
Khương nữ tử. Từ đó điển tích Mạnh Khương nữ khóc đổ Trường Thành hình thành và sâu lưu truyền trong dân gian. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.